Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Đây là chuỗi video chia sẻ những cái tư duy, những cái thói quen khác biệt của người giàu so với người nghèo. Ở các video lần trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều các cái tư duy, những cái thói quen khác biệt. Và ở video lần này tôi xin chia sẻ cái tư duy khác biệt thứ tư, đó là người giàu thì ngưỡng mộ và làm theo người giàu, còn người nghèo thì họ nhìn thấy người giàu đó là một sự đố kỵ, một sự ghen ghét và một sự phẫn nộ. Ở người giàu thì họ tìm đến những người giàu có hơn mình và họ hưởng ứng và họ làm theo những cái thói quen, những cái công việc, những cái sở thích, những cái công việc đầu tư, những công việc kinh doanh. Và chính vì vậy cho nên cái thu nhập của họ, các cái tài sản của họ thì ngày một được nâng lên. Còn ở người nghèo thì họ không dám hành động, họ sợ hãi, họ sợ sệt. Chính vì thế nên họ chơi với những người không tích cực, họ có những mối quan hệ với những người luôn lo lắng, sợ sệt. Đối với còn người giàu thì họ thường tìm đến những mối quan hệ tích cực, những con người có tư duy và có tầm nhìn xa. Đấy là cái tư duy rất là khác biệt ở tư duy số 4. Bên cạnh đó, người giàu ở cái tư duy số 5 thì người giàu có một cái tư duy rất là khác biệt, là họ luôn sống ở cái cuộc sống khẳng định, là họ khẳng định rằng là người giàu thì cái cuộc sống của họ, cuộc đời của họ là họ khẳng định là do tôi tạo ra. Còn đối với người nghèo thì người ta lại có cái tư duy bị động, đó là cuộc sống thì tạo ra tôi. Đấy là hai cái hoàn toàn khác biệt nhau. Người giàu thì họ tin rằng là mọi thứ, mọi công việc kinh doanh, mọi công việc đầu tư của họ là do họ chủ động, họ kiến tạo nên. Còn người nghèo thì họ bị động trước tất cả những cái sự việc xảy ra trong cuộc đời mình, và họ luôn đổ lỗi, họ luôn phàn nàn. Còn người giàu thì họ luôn chủ động tìm kiếm các cơ hội, chủ động tạo ra những cái cơ hội cho chính bản thân mình. Đó là hai cái tư duy rất là khác biệt. Ở tư duy số 7, đó là tư duy là người giàu thì họ liên tục quảng bá bản thân và trao đi giá trị. Còn người nghèo thì họ lại cho rằng là cái việc đó là những cái việc mà hết sức là vô nghĩa. Đấy là hai việc hoàn toàn khác nhau. Người giàu thì liên tục quảng bá bản thân để nâng cao giá trị bản thân, họ liên tục trao giá trị cho cộng đồng, họ liên tục tạo ra những cái giá trị cho người khác. Còn người nghèo thì họ lại làm ngược lại, họ cho rằng đó là những cái việc rất là vô ý nghĩa, họ cho rằng đó là những cái việc mà không cần thiết. Đó là cái tư duy khác biệt. Người giàu người ta biết rằng là gì, cái số tiền họ nhận lại được tương xứng với những gì họ trao cho cộng đồng, tương xứng với những gì họ trao cho khách hàng, tương xứng những cái gì mà giá trị họ tạo ra cho cái xã hội này, cho thế giới này. Đó là cái tư duy rất là khác biệt của người giàu. Người giàu thì đấy là cái tư duy số 8. Thì người giàu thì nếu mà phải lựa chọn thì người giàu thường chọn cả hai. Còn người nghèo thì người ta nghĩ là cái này hoặc cái kia. Nhưng đối với người giàu thì người ta lựa chọn, nếu phải lựa chọn thì người ta chọn cả hai. Sau đó người ta tìm giải pháp để người ta thực thi những cái lựa chọn đó. Đó, ở video này Phạm Thành Biên chia sẻ cho các bạn là bốn cái tư duy khác biệt của người giàu so với người nghèo. Việc của chúng ta là hàng ngày tập và làm theo những cái tư duy, những cái thói quen, những cái tư duy tích cực như vậy để mô phỏng lại cái thói quen và cái tư duy của người giàu, và biến những cái tư duy đó dần dần thành tư duy của mình và áp dụng vào trong cuộc đời của mình, để cho cuộc đời chúng ta sớm bước sang những cái công việc, những cái công việc kinh doanh, những công việc đầu tư sớm thành công hơn. Vâng, Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong các video tiếp theo. Hãy click đăng ký vào kênh của Phạm Thành Biên, bấm vào nút chuông trên kênh YouTube của Phạm Thành Biên để sớm nhận được những video mới nhất từ Phạm Thành Biên. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.